Chào mừng các bạn trở lại với máy in Vũ Gia. Trước mặt các bạn đây là con máy in HP Laser Z Pro M15A. Hôm nay mình hướng dẫn các bạn cách cài đặt và sử dụng cái máy in này. Nhưng mà trước khi cài đặt thì mình giới thiệu sơ về con máy này một chút xíu. Đây là một cái dòng máy in nhỏ, có thể nó gọi là nhỏ gọn nhất trong dòng máy in laser của hãng HP. Bề rộng của nó thì khoảng cỡ hơn 30 cm, bề ngang thì khoảng 20 cm, chiều cao cũng khoảng cỡ chưa tới 20 cm. Nói chung là máy in rất là nhỏ gọn. Đó là một cái máy in đen trắng, in một mặt, kết nối với máy tính qua cáp USB. Thông số kỹ thuật của nó thì tốc độ in là 18 trang trên 1 phút, độ phân giải là 600x600 dpi, bộ nhớ của nó khoảng 8 MB, nó xử lý cái bộ vi xử lý nó tới 500 MHz. Nói chung là bộ vi xử lý rất là nhanh các bạn. Máy thì nhỏ gọn. Rồi, bây giờ mình sẽ đi vào vấn đề cài đặt. Đầu tiên các bạn cấp nguồn cho máy in. Sợi cáp nguồn và cáp USB sẽ có cung cấp theo máy, nói chung là đơn vị nào bán thì người ta sẽ cung cấp hai sợi cáp này các bạn. Các bạn cắm nguồn và cắm cáp USB vào. Một đầu gắn máy in, đầu còn lại thì gắn vào máy tính. Công tắc nguồn nó nằm trên máy các bạn này. Nhấn bật nguồn. Đây là khay giấy. Khay giấy này nó chứa được khoảng cỡ 100 tờ nhé các bạn. Nhưng các bạn cũng không nên bỏ đầy 100 tờ làm gì cả, vì giấy bỏ đầy nó không tốt. Cứ bỏ ít một thôi, hết mình bỏ tiếp vô. Đây là kéo cái miếng đỡ giấy ra. Không xài thì thu lại rất là gọn, còn khi sử dụng thì mình có thể kéo ra. Tiếp theo là mình tải phần mềm về cài đặt, tải driver. Driver các bạn có thể vào Google. Các bạn mở Google lên. Các bạn mở Google lên, gõ là driver HP M15A. Thì các bạn tìm thấy cái kết quả. Nói chung là thứ nhất các bạn để ý là cái website của hãng HP này. Đó. Rồi thứ hai các bạn để ý cái tên máy in này, M15A này, driver shop download này, các bạn nhấp vô. Nói chung là mình cố gắng mình tải từ website của chính hãng thì nó sẽ tốt hơn. Còn tất nhiên thì nó hiện ra nhiều kết quả của nhiều website khác nhau, nhưng mà nó sẽ không tốt bằng chính hãng. Rồi, tắt mấy cái này đi cho nó gọn. Nó hiện lên cái driver Intune, cái này là bản full này. Bản full này dung lượng của nó là 112 MB. Các bạn tải bản này về, nhấp vô download về. Rồi. Nó sẽ hiện góc dưới màn hình các bạn này. Đó, cái file đang download về đây này. Cái điện thoại hơi mở, các bạn thông cảm nhé. Mình show on nó lên cái để thấy cho nó dễ. Quá trình download có thể nhanh và chậm tùy vào mạng của các bạn thôi. Rồi, tải xong rồi các bạn show folder lên. Cái điện thoại mình nó quay hơi mờ, các bạn thông cảm. Nó nét hơi chậm. Show in folder. Rồi, mình hạ mấy kia xuống cho nó gọn nhé. Đây, tải về là được một cái file như vậy. Các bạn chỉ việc nhấp đúp vô để cài đặt thôi. Chọn run. Mình hạ luôn cái này xuống cho nó gọn. Mình đang sử dụng là Windows 10 nhé các bạn. Win 16 bit. Nói chung là Win các bạn là Win 11 hay là Win 7 thì nó cũng cách cài như nhau thôi. Cứ tải về rồi setup thôi, chứ không có gì khác biệt đâu. Rồi, cái hộp thoại này hiện lên. Các bạn nhấn vào Control New góc bên tay phải. Tiếp tục Control New tiếp. Tới bước này chọn Next. Rồi, hộp thoại này hiện lên, các bạn check vô cái biểu tượng cái ô vuông này, chữ I here này. Check vô. Sau đó chọn Access HCC. Rồi, tiếp theo chọn Z. Rồi. Các bạn chờ quá trình nó cài đặt, quá trình này sẽ chờ hơi lâu một xíu đó. Nó phải in tôn xong từ 1 tới 3, đó. Từ 1 off 3 đây này thì nó mới xong. Quá trình này sẽ hơi lâu một xíu, có thể mất 1 phút cho tới 2 phút. Rồi, nó đã xong quá trình kia. Bây giờ nó chuyển qua hộp thoại này hiện lên. Tới công đoạn này thì các bạn chờ xíu, điện thoại nó lên nét nó hơi chậm.
Đây. Tới đây thì các bạn gõ vào đây cho mình cái gì cũng được. Ví dụ mình gõ số 1 đi. Rồi, next. Rồi ngồi chờ thôi. Rồi, nó chạy xong thì nó hiện ra cái bảng setup connect. Tiếng Anh mình đọc không chuẩn lắm, các bạn thông cảm nhé. Các bạn chỉ việc ấn vào finish là xong thôi. Kết thúc quá trình cài đặt. Các bạn khởi động lại máy tính. Thì khi cài xong cái phần mềm nào đó thì tốt nhất các bạn nên khởi động lại máy tính để cho nó đồng bộ được tốt hơn. Rồi, mình chờ quá trình máy tính khởi động lại. Rồi, máy tính đã khởi động lại xong. Bây giờ mình tiến hành in thử. Mình đây mình có cái file gộp cái phiếu dịch vụ bên mình. Không, cái này không phải phiếu dịch vụ, cái này là cái file text. Đây, cái phiếu dịch vụ đây. Đó. Mình sẽ tiến hành in thử ha. Nhấp số file. Các bạn chờ xíu nhé. Máy tính mình mới khởi động xong, nó còn hơi chậm. Nó chưa khởi động xong hoàn toàn nên là nó còn đứng. File, chọn print. Mặc định khi các bạn cài đặt xong ấy, thì tự động nó sẽ set mặc định cái máy in của các bạn luôn. Set default cái máy in nó luôn. Cái máy của mình là máy là HP M15. Nhưng mà driver thì nó nhận chung luôn các bạn ạ. Nó nhận chung là từ M14 cho tới M17, 15, 16, 17 luôn. Nên là cái bộ driver nó nhận là cái chữ M14 và 17 thì các bạn cũng đừng có ngại nhé. Nói chung các bạn cũng biết luôn để mà là cài xong các bạn còn in. Chứ có nhiều bạn khi cài xong á, có nhiều cái máy nhận không đúng cái tên đó. Ví dụ như 2055D á, thì nó chỉ nhận có 2050. Có nhiều bạn tìm hoài không thấy máy in của mình. Nhưng đây, nó đây các bạn. Nó chung cái model từ M14 tới M17. Rồi, các bạn chọn cái máy in của các bạn. Mình sẽ copy thành hai bộ là 4 trang. Rồi, bắt đầu in. Để coi xem máy in nó chạy sao nhé. Máy in nhận lệnh cũng tương đối nhanh các bạn ạ. Tốc độ của nó là 18 trang trên phút đấy, nên là tốc độ của nó cũng thuộc dạng trung bình chứ không chậm đâu. Tốc độ cũng tương đối tốt đấy. Rồi xong. Bản in thì rất là đẹp. Nhìn chung là hãng sản xuất máy in ra thì nó cho nhu cầu người dùng là in văn bản này nọ. Chung là máy đắt tiền hay máy rẻ tiền, máy to hay máy nhỏ. Nhưng mà cái yếu tố quan trọng nhất là bản in phải đẹp thì người ta mới bán được máy. Và nên cái vấn đề là có nhiều khách hàng cứ kêu là máy rẻ tiền hiệu in có đẹp hay không. Mình có thể khẳng định với các bạn, máy rẻ tiền hay đắt tiền, mình đảm bảo in đều đẹp hết. Có điều nó liên quan đến công suất in rồi tính năng này nọ thôi. Chứ còn chất lượng bản in thì mình đảm bảo đều đẹp như nhau. Rất là đẹp, bản in đẹp. Ở đây là cái phiếu dịch vụ bên mình. Bên mình là điện tử tin học Vũ Gia. Số điện địa chỉ, số điện thoại và website. Đó, trên hình đây. Các bạn cần thì cứ vào website mình tham khảo sản phẩm. Và mình cũng giới thiệu sơ về cái máy này một xíu. Cái máy này là cái dòng máy nhỏ của HP, nên là các bạn nếu có dự tính mua thì các bạn cũng phải cân nhắc. Các bạn in ít gia đình hoặc văn phòng nhỏ, trung bình một ngày các bạn in khoảng cỡ từ 5 7 tờ cho tới 10 20 tờ đổ lại thì các bạn mua dòng này thì được. Chứ các bạn in với số lượng nhiều, cần in nhiều liên tục thì các bạn không nên mua dòng này. Vì đấy nó là dòng máy nhỏ gia đình. Và nó thiết kế nhỏ gọn thế này, mục đích của nó là tiện cho người ta mang theo đi công việc. Ví dụ đi theo xe hơi hoặc là đi công việc tỉnh ấy, thì mang theo rất là tiện. Vì nó nhỏ gọn, dễ mang theo và kết nối cài đặt thì cũng dễ dàng. Đó. Đây là mình tư vấn thêm để các bạn có một cái lựa chọn khi mà các bạn quyết định mua. Chứ có rất nhiều khách hàng mua về xong rồi xài không được mang đi bán lại vì lý do không đáp ứng được nhu cầu công việc. Lúc đầu đi ra tư vấn bán hàng máy mới, người ta lại không tư vấn kỹ về vấn đề công năng sử dụng này nọ, người ta chỉ cứ bán máy thôi. Cái lúc là mua về xong rồi là không đúng nhu cầu, đáp ứng không được, bắt đầu mang đi bán. Vì một cái máy công suất nhỏ mà máy in nhiều á, nó sẽ phá máy rất là nhanh, nó hư đủ thứ hết á. Rồi, tiếp theo mình sẽ giới thiệu sơ sơ về bên trong của máy. Trong quá trình sử dụng thì các bạn có thể xảy ra những sự cố, ví dụ như là kẹt giấy này, hoặc khi nào hết mực thì phải thay hộp mực khác này. Thì cái dòng này tương đối đơn giản. Khi mà có kẹt giấy hoặc là thay hộp mực thì các bạn chỉ việc mở cái nắp này lên thôi. Chỉ có một chỗ duy nhất để mở thôi. Đây là hộp mực của máy. Nó sử dụng hộp mực là 48A. Hộp mực này thì bây giờ trên thị trường bán rất là phổ biến các bạn ạ. Giá nó cũng rẻ lắm. Các bạn cứ vào mấy cái trang thương mại điện tử Shopee, Lazada gì đó. Các bạn gõ là hộp mực HP M15A thì nó hiện lên rất là nhiều. Giá rất là rẻ thôi chứ không đắt đâu. Bây giờ nó phổ biến rồi. Đó.
các bạn gói bên trong có chiếc kẹt thì các bạn từ từ kéo ra thôi, sau đó các bạn gắn hộp mực trở lại. Lấy ra làm sao được gắn vào như vậy, chú ý cái chiều của nó rất đơn giản. Không xài nữa thì các bạn tắt điện đi, công tắc nguồn đây. À, các bạn chú ý này, cái dòng này nó có cái đèn đèn báo báo hiệu khi máy bị lỗi. Khi máy bị lỗi với bất kỳ một cái lỗi gì là nó đều báo cái đèn chấm than trên đây. Vậy nên là các bạn có thể nhìn vào cái đèn này, các bạn biết được sự cố của máy để các bạn xử lý. Khi cái đèn nó báo lên thì các bạn phải kiểm tra bên trong máy có dây kẹt hay không ha. Đó là cái yếu tố đầu tiên các bạn phải để ý tới. Rồi, không xài nữa thì bỏ giấy ra, tắt nguồn. Nhấn giữ khoảng cỡ 3 giây là tự động tắt nguồn. Đóng nắp lại. Rất là gọn. Máy xinh xắn nhỏ, chỉ có điều là công suất nhỏ. Bạn nào in ít thì mua, còn in nhiều không nên mua thôi. Vậy là mình đã giới thiệu đến các bạn con máy in HBM15A và hướng dẫn các bạn cách cài đặt và sử dụng cơ bản. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình từ đầu tới giờ. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chào các bạn.